Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là một bức tranh cát đã được hoàn thiện với hình của một chú robot với hai tông màu sắc chủ đạo, đó là màu xanh lá cây và màu xanh dương mọi người nhé. Như các bạn có thể thấy ở trên tay của mình thì là một bức tranh một chú robot rất là xinh mọi người nhé. Và đây là bức tranh cát đã được hoàn thiện rồi nha mọi người. Nên là chú robot này của mình đã có màu sắc và hình hài rất là xinh rồi ạ. Và khi các bạn mua thì ở trong cái bộ bức tranh cát này sẽ có một bức tranh chưa được hoàn thiện và cùng với một bộ cát 6 màu, một bộ túi cát 6 màu, 6 màu sắc rất là xinh. Và phần cát của mình thì nó sẽ rất là lấp lánh mọi người nhé. Đây, nên là khi các bạn sử dụng, các bạn làm xong thì bức tranh của bạn sẽ rất xinh và lấp lánh ạ. Và tiếp đó thì các bạn ở nhà sản xuất đã cho các bạn một bức tranh để các bạn có thể tham khảo để làm ra một chú robot rất là xinh như thế này. Và ở trên đây của mình là một bức tranh mà làm hoàn thiện chú robot theo cái sở thích về màu sắc của các bạn đấy các bạn nhé. Với hai tông màu chủ đạo đó là màu xanh dương và màu xanh lá cây thì đã hoàn thành ra một bức tranh của một chú robot rất là xinh như thế này rồi mọi người nhé. Và chú robot của mình thì sẽ bao gồm đầu này, tay, thân và chân các bạn nhé. Sản phẩm tranh cát này thì các bạn chỉ cần bóc một lớp giấy vàng ở ngoài ra thì nó sẽ lộ ra cái phần keo được dính sẵn ở trong cái phần bức tranh này. Sau đó thì các bạn chỉ cần đổ phần cát màu mà các bạn yêu thích lên cái những cái bộ phận mà cần được trang trí thì nó sẽ ra được sản phẩm như thế này các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo mẫu tranh cát này của mình và các bạn cũng có thể tham khảo cái mẫu tranh cát đã hoàn thành này của mình dùng để áp dụng và deco và trang trí bức tranh cát của các bạn được xinh xắn như thế này các bạn nhé. Và sản phẩm của mình thì là của Made in China mọi người nhé. Đây, Made in China các bạn này. Và giá của sản phẩm này thì nó sẽ có giá là 15.000 đồng cho 10 bức tranh mà các bạn khi mua về nha. 10 bức tranh thì sẽ có 10 bức tranh có những cái họa tiết bức tranh khác nhau cho mọi người thì bạn có thể tham khảo mẫu tranh cát này để cho các bé nhà mình sử dụng và cho các bé nhà mình hoàn thành những bức tranh cát như thế này thay vì để cho các bé nhà mình sử dụng điện thoại, TV và chơi điện tử thì các bạn có thể tham khảo những cái mẫu đồ chơi rất là vui và bổ ích như thế này các bạn nhé. Sau khi hoàn thành xong bức tranh thì các bạn có thể sử dụng bức tranh này dùng để trang trí deco hoặc là dùng để trưng bày ở trong phòng ngủ và phòng học của các bé nhé, đều rất là xinh mọi người ạ. Họa tiết thì rất là xinh này, đấy, những cái bức tranh rất là xinh này và những cái phần đã cát được làm lên cũng rất là xinh bạn nhé. Nên là sản phẩm bức tranh này mà khi mà hoàn thiện lên rồi ấy, thì các bạn thấy là rất là xinh này, nên các bạn có thể sử dụng để trang trí phòng cho các bé đều cũng rất là xinh mọi người nhé. Và sản phẩm tranh cát này của mình thì đã được hoàn thành rồi mọi người ạ. Đây, được hoàn thành rồi nên là chú robot của mình đã có màu rồi nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu mà trang trí lên chú robot như thế này. Rất là xinh các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể tham khảo mẫu tranh robot này để hoàn thiện theo cái màu mà các bạn yêu thích nhé. Đều được cả nha mọi người. Các bạn có thể tham khảo mẫu màu hoặc là các bạn có thể tham khảo mẫu tranh để của bức tranh cát này để mua về để mẹ và các bé vui chơi và giải trí xả stress sau những ngày đi học và đi làm mệt mỏi nha mọi người. Ừ,
Ở những video trước thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều những cái sản phẩm tranh cát đã được hoàn thiện, và video này thì mình cũng sẽ tiếp tục đi review cho các bạn về một sản phẩm tranh cát đã được hoàn thiện như thế này. Các bạn có thể tham khảo nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.